Chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn những dòng Super Cup. Hôm trước thì Cúp Nhật, Cúp Nội Địa Thái, Cúp Việt Nam mang về, Cúp Châu Âu. Bây giờ là dòng Cúp này là Cúp của Thái Lan, Honda Thái Lan luôn nha các bạn, Cúp 110. Nó đang có mặt ở phía trước cửa hàng Xe Ba Duyên nè các bạn. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây, đường Triệu Nương cũng như là trung tâm chợ Mỹ Xuyên đó các bạn. Mời các bạn xem, nằm kế bên luôn rồi. Mình sẽ quay chi tiết và báo giá luôn, báo giá công khai trên toàn quốc dòng xe này cho các bạn. Hiện tại bên mình có rất là nhiều màu ở đây: đỏ, đen, trắng xanh, trắng xám xi măng, trắng này nội địa Nhật rồi, màu xanh kiểu xanh quân đội nè, xanh bơ đó các bạn, rồi màu trắng này. Thì giá công khai mới nhất hôm nay sẽ là 77.900.000. Giá này mình đã bao gồm VAT rồi, chỉ là chưa bao gồm phí biển số lăn bánh thôi nha các bạn. Hôm trước thì về dòng Cúp là Cúp nội địa Nhật, hôm nay là về thêm dòng Cúp Made in Thái Lan. Ok ha. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc. Bây giờ mình sẽ quay review chiếc xe màu đỏ này cho các bạn xem. Mình sẽ đến với thông số xe trước. Đây rồi. Cái vỏ trước này là 70-90 nè các bạn. Vỏ này xài vỏ có ruột nha. Vỏ sau là 80-90. Để mình xem nha, cái vành này có phải là vành Siam Goshi không các bạn. Mình phải khám phá cái này trước. À đúng rồi, vành là Siam Goshi nha. Vỏ này là V-Rupper nè, vỏ có ruột đó các bạn. Xe trang bị thắng đùm trước và thắng đùm sau luôn. Để mình đến tiếp tục là kích thước đi. Đây, cái này là do trang chủ Thái Lan công bố nha các bạn. Kích thước rộng, dài, cao lần lượt là 698, 1876 và 1042mm nha. Khoảng cách ở trục bánh xe là 1224mm, tức là từ trục bánh trước nè kéo dài đến trục bánh sau. Khoảng sáng gầm là 132mm là ở dưới này nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ phần đằng số nè, rất là đẹp đúng không? Động cơ 110 nha các bạn. Rồi, chiều cao yên là 744mm. Đây là phần chiều cao yên nha, tức là từ đây nè đến mặt đất đó các bạn. Dung tích bình xăng là 4,2 lít. Trọng lượng xe là 98kg. Cái bình xăng nó đặt ở dưới này. Chút xíu mình mở cho các bạn xem. Mình sẽ mở cốp ở đây. Các bạn thấy hai cái chấm này không? Nó vậy đó nha ha. Mình nhìn không biết, mình tưởng đâu là nó lỗi. Chiếc nào cũng vậy hết, có hai cái chấm này. Rất là ngộ nghĩnh đúng không các bạn? Rồi tiếp tục. Đây, thể tích xi lanh nè, 109,5cc. Đường chiều rộng và hành trình bê tông là 47 x 63,1 ha. Hành trình rất là dài, tỷ số nén là 10.1 nè. Rồi ok ha, 10.1 là tỷ số nén của xe. Rồi một vài thông số của xe thôi ha. Bây giờ mình sẽ soi chi tiết nè. Đầu tiên là cái cụm đồng hồ mình thích ở chiếc này, biết gì không? Nó có cái chỗ này nè, ngoài cái báo odo ra nó báo giờ ở đây luôn, báo xăng luôn trong này. Đây nè các bạn, rồi báo tốc độ nè, có nút chỉnh nè, tuyệt vời ha. Cốt pha nè, còi nè, xi nhan nè. Hiện tại là xe chưa câu bình, chưa có châm xăng nha các bạn. Nút đề bên này màu đỏ. Đây là ổ khóa hai chìa đó, có khóa từ đây. Để mình mở yên luôn đi, sẵn cầm cái chìa mở yên ở đây nha các bạn. Một tay vặn một tay mở nha. Rồi cái yên khá là nặng, khá là nặng và êm các bạn ha, êm ha. Rồi đây, bình xăng 4,2 lít. Mình chưa thấy mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, nhưng mà ít nhất thì xe này nó cũng phải đi 1 lít là trên 60 cây số nha các bạn. Mình nói ít nhất đó nha ha. Đó, các bạn nhìn nè, những chi tiết này họ làm rất là chỉnh chu các bạn, đâu ra đó nha ha. Dành hẳn một cái bệ này để bắt cái yên luôn nè. Móc nón, treo nón này là bằng nhựa nha. Đây, khỏi lo nó xét luôn.
Tiền ha, ở dưới nè. Super Cup. Cái này là mã chrome nè. Tay nắm. Đây, phục sao. Cái này là kim loại nha. Đây, mời các bạn xem thông số nè. Mấy cái lằn phấn này là hải quan họ gạch đó. Rồi, ok ha. Xong rồi đó. Chìa nè, chìa cũng rất là dài. Tem ha. Bốn số tròn nha các bạn. Rồi. Nào, xem quay hình đi các bạn. Nó mình thấy ngoại hình nó thì nó cũng hơi na ná chiếc Super Cup 110 nội địa Nhật, nhưng mà cái yên nó thì yên liền. Còn cúp của Nhật á thì là yên rời. Nè, các bạn nhìn nè. Yên rời nha. Yên rời. Này là cúp Thái Lan nha. Một lần nữa mình xem lại ngoại hình nè. Đây là bảng màu đỏ. Mình thì lúc nào cũng thích cái màu đỏ. Phía trước có trang bị một cái ba ga rất là dày. Mặt nạ nè. Đèn led 2 tầng. Xi nhan nè, họ làm rất là dễ thương. Gương nè, mạ chrome luôn. Tay phanh nè. Thắng đùm trước thắng đùm sau nha các bạn. Phần gương này được sơn luôn nè. Ha, sơn luôn. Hai bên. Đây là phần tem dán Super Cup. Phụ. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nha các bạn. Đây, mình xem lại nè. Các bạn nhìn cái nước sơn lốc này. Cực đẹp luôn á. Cái này là nhựa nha. Cần số nè, rất là dày. Chân chống bên. Cúp Thái Lan thì không có trang bị một cái móc treo đồ chỗ này. Cúp Nhật thì có. Qua bên này. Vành Siam Goshi nha các bạn. Đây, động cơ phía bên này. Rồi, phía bên này nha. Đó. Ở đây là một cái bát kim loại để mà chống cái chân mình á. Thứ nhất là va vào đây, và thứ hai là chống chày cho cái phần này. Đây ha. Nước sơn đẹp quá các bạn. Các bạn nhìn nước sơn nè. Nước sơn rất là đẹp. Rồi, phía bên này. Super Cup. Thắng đùm phía sau. Cây bô này thì Honda làm nó hơi bị ngầu đó ha. Nhìn có vẻ nó hơi bị lực so với ngoại hình xe. Cái miếng ốp đó các bạn, mạ chrome nè. Và thấy nó hơi bị lực đó. Honda ha. Nó hơi bị lực nha. Đây, chưa biết tiếng bô sẽ như thế nào. Mà nhìn cái bô là mình ở kết rồi đó. Đây, các bạn nhìn nè. Mình kiếm quá.
Phnom Penh là rất là đẹp các bạn ha. Rất là đẹp. Cây bô này, các bạn nhìn cây bô này. To, tròn. Rất là lực. Yên này là yên liền luôn nha các bạn. Yên liền luôn. Đây, phía trước. Rồi, mình xem tiếp những màu còn lại. Đây là phiên bản màu đen. Bản màu đen này thì cái bẩn sơn đen luôn nha các bạn, chứ không phải là màu trắng như thế này ha. Các bạn xem nè, bẩn này là sơn đen luôn, màu đen, nguyên chiếc màu đen. Rồi màu trắng xanh. Rất là sáng. Màu xi măng. Nguyên chiếc màu trắng. Màu trắng này là bẩn yên sơn trắng luôn nha các bạn. Rồi nguyên một chiếc màu xanh, chữ xanh bơ này. Bẩn xanh bơ luôn. Bên mình sẽ ship toàn quốc. Ví dụ như là chiếc cúp này chuẩn bị ship đi tới Tiền Giang nè, Cái Bè Tiền Giang ha. Đây là dòng cúp nội địa Nhật nha. Dòng cúp này á, các bạn quan tâm giá thì mình cứ liên hệ với nhân viên đi để tư vấn cho nó chi tiết. Đây, cúp Nhật, cúp Thái. Các bạn có muốn mình làm clip so sánh không nè? Cũng 110 nha, nhưng mà khác nhau khá là nhiều. Khá là nhiều đó. Bên mình ship toàn quốc nha các bạn. Tất cả dòng xe này đều ship hết luôn. Đây, Super Cup màu đỏ. Xe này đi ship Tiền Giang ha, ship đi Tiền Giang đó các bạn. Cup Nhật màu đỏ. Cup đó là đi Kiên Giang. Cup màu trắng, màu vàng đó các bạn. Vàng kem. Mình sẽ ghim 4 số điện thoại di động trên đây nè. Thường xuyên xuất hiện ở đầu video và cuối video. Lúc trước thì mình cho nó xuất hiện liên tục, nhưng mà sau này mình dành cái khoảng không gian của màn hình đó để cho các bạn xem thoải mái những chiếc xe này. Cho nên là mình sẽ cắt gọn lại và để ở đầu và cuối video thôi, cũng như địa chỉ cửa hàng ha. Các bạn cứ gọi vào đó hoặc là nhắn tin qua Zalo để mà tư vấn. Còn bây giờ thì mình sẽ khép lại cái video này nha. Đây, xin chào các bạn.